áp lực kêu gọi ngừng bắn từ thế giới đè nặng trên vai Hoa Kỳ đứng trước hạn chót tấn công Rafa ngày một cận kề của IDF. Cựu chủ tịch Hội đồng Quốc gia Đảng Cộng hòa Rona McDaniel gia nhập đài truyền hình NBC, công khai bất đồng ý kiến với cựu Tổng thống Trump. Trung Quốc tấn công và gây trọng thương thủy thủ đoàn Philippines trên Biển Đông. Liên minh Hoa Kỳ và Jordan hoàn thành đợt thả viện trợ mới nhất vào giải Gaza sau khi Houthi tấn công vào một tàu chở dầu của Trung Quốc. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Hoa Kỳ và Thế giới, tập trung cập nhật các thông tin nổi bật về Hoa Kỳ và Thế giới trong vòng 24 giờ qua. Hôm nay là thứ Hai ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tôi là anh Quang và tôi là Linh Sang. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần nội dung chi tiết. sau khi Nga và Trung Quốc liên kết chống lại dự thảo về các điều khoản ngừng bắn mới của Hoa Kỳ dành cho cuộc chiến giữa Israel và khủng bố Hamas tại Liên Hợp Quốc, thì Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 24 tháng 3 đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch tấn công Rafah của Israel, đồng thời cảnh báo về khả năng gây ra hậu quả khôn lường về nhân mạng nếu chiến dịch Rafah thực sự được tiến hành. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 3, Nga và Trung Quốc đã hợp nhất phủ quyết văn bản dự thảo về các điều khoản hoãn chiến tranh ở giải Gaza, bao gồm việc yêu cầu tổ chức khủng bố hamas trao trả toàn bộ con tin cũng như sự chấm dứt các cuộc tấn công trên hồng hải từ nhóm khủng bố houthi do iran hậu thuẫn theo hoa kỳ thì các điều khoản trong văn bản này đã được soạn thảo với các tiêu chí nổi bật như tạo điều kiện cho một đợt ngừng bắn dẫn đến đình chiến lâu dài bảo vệ người dân hai bên israel và palestine một cách hiệu quả cho phép nguồn viện trợ của người dân gaza được vận chuyển và phân phối một cách thuận lợi theo đó cải thiện tình hình khủng hoảng nhân đạo trong khu vực giao chiến cũng như tránh một cuộc tổng tấn công Rafa theo như dự tính của chính quyền Israel. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã bị Nga và Trung Quốc hợp lực bãi bỏ. Nhận xét về diễn tiến này, chuyên gia phân tích cấp cao Richard Goldberg của Viện Nghiên cứu Foundation for Defense of Democracy, FDD, đã phải thốt lên rằng, điều đáng nói ở đây là một dự luật nhằm tăng cường áp lực để ngăn chặn Israel tiến thủ vào Rafah lại bị Nga và Trung Quốc phối hợp bãi bỏ chỉ bởi nó yêu cầu Hamas trao trả toàn bộ con tin cũng như yêu cầu Houthi phải dừng mọi hoạt động tấn công gây hỗn loạn tuyến giao thương Hồng Hải. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải nhận ra rằng, chúng ta cần có chiến lược xung kích quyết liệt hơn tại Hội đồng An ninh Quốc tế để vạch chân bộ mặt của Nga và Trung Quốc và mối liên kết chặt chẽ giữa các nước này với Iran và Hamas. Tuy nhiên, một điều mà chúng ta cũng phải thừa nhận, đó là bản thân dự thảo mà Hoa Kỳ đưa ra, với luận điệu gây áp lực và đặt thêm hạn chế lên vai Israel. Đã chẳng những là vô dụng mà còn mang tính chất cổ vũ cho làn sóng tuyên truyền của Hamas áp vực lên Israel vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà con số các chính trị gia Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích đồng minh Israel đã gia tăng, đặc biệt sau khi chính quyền Netanyahu công bố dự tính tổng tấn công vào Rafah để triệt gốc khủng bố Hamas. Trường hợp mới nhất, và cũng là tiêu biểu nhất, phải kể đến Phó Tổng thống Kamala Harris, khi mà bà đã thẳng thừng tuyên bố trong một cuộc trò chuyện với hãng tin ABC rằng người dân Gaza không còn chỗ nào để sơ tán. Tuy nhiên, Điều này đã có phần đi ngược lại với một số gợi ý sơ tán mà cho đến nay đã được nhiều chuyên gia cân nhắc, bao gồm kế hoạch cho phép người dân tạm thời chuyển đến một khu vực được ấn định ở sa mạc Negev thuộc Israel hoặc sa mạc Sinai của Ai Cập. Theo đó cũng tạo điều kiện cho Israel liên thủ với Ai Cập tăng cường quá trình kiểm tra an ninh, giám sát quá trình vận chuyển và phân phối viện trợ. Sau cùng và quan trọng hơn cả là điều tra và sàng lọc những phần tử Hamas vẫn đang trà trộn trong hơn 1.5 triệu người dân đang tị nạn. Nhìn chung, mặc dù Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ủng hộ Israel, những áp lực đến từ các cử tri cùng quan chức cực tả bên trong Đảng Dân chủ, cũng như áp lực từ các nhóm ủng hộ Palestine trên toàn cầu, đang khiến chính quyền Biden trở nên ngày một thiếu kiên nhẫn và dễ dàng bị lung lay hơn trong các quyết định liên quan đến cam kết hỗ trợ Israel. Theo giáo sư, chuyên gia phân tích chiến tranh thực địa John Spencer tại Học viện Quân sự ưu tú West Point của Hoa Kỳ, thì đây chính là diễn tiến mà Hamas mong muốn, cũng như đã chờ đợi từ lâu do chiến lược khủng bố của tổ chức này không dựa vào sức lực của quân đội hay sự phát triển vượt bậc của công nghệ quân sự mà là hệ thống tuyên truyền thông tin sai lệch giúp nuôi dưỡng sự thờ ơ và thương hại của thế giới dành cho lá chắn sống của mình là người dân gaza những người mà hệ thống đường hầm của hamas không được thiết kế để bảo vệ mà ngược lại còn được che giấu bởi chính mạng sống của họ nói cách khác chiến thắng của hamas không phải là giây phút toàn bộ chiến binh idf bị triệt hạ mà là khi tâm lý dư luận toàn cầu chạm đến điểm tâm tối nhất và cực đoan nhất của hố sâu thương hại sai quấy, khi cả thế giới quay lưng với Israel trong cuộc chiến chống khủng bố. Và tung hô Hamas là các chiến binh đấu tranh vì chính nghĩa, dựa trên những hình ảnh bi thảm của khiên bảo vệ bằng xương bằng thịt của Hamas, cũng là chiếc khiên bảo vệ vẫn đang được IDF viện trợ hàng ngày, chính là người dân Gaza. Trong một cuộc phỏng vấn gần nhất với người dẫn chương trình Meet the Grace trên thông tấn NBC, khi được hỏi liệu bà có đồng ý với việc trả tự do cho những cá nhân tham gia vào cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng riêng, cựu chủ tịch Hội đồng Quốc gia của Đảng Cộng Hòa là Ronna McDaniel đã khẳng định bà tin rằng họ không nên được thả và rằng những gì xảy ra vào ngày 6 tháng riêng là những điều tồi tệ. Mặc dù vậy, bà vẫn khẳng định Tổng thống Trump không phải chịu trách nhiệm cho những gì diễn ra trong sự kiện này đồng thời giữ nguyên ý kiến cho rằng chiến thắng của Tổng thống Biden là không công bằng. Theo một số báo cáo trước đó, thì những nguyên nhân ép buộc bà Ronna McDaniel phải rời nhiệm sở bao gồm các bất đồng với cựu Tổng thống Trump về việc tranh luận với các ứng viên Cộng hòa khác trong những tháng đầu tiên của mùa bầu cử sơ bộ, cũng như do những kết quả không mấy khả quan cho Đảng Cộng hòa trong suốt tiến trình tranh cử dưới sự giám sát của bà McDaniel. Hiện tại, vị trí của bà đã bị thê chỗ bởi ông Michael Watley, một đồng minh thân cận với tổng thống Trump với chức vụ phó chủ tịch được đảm nhiệm bởi con dâu của ông là cô Laura Trump. Hiện tại, bà Ronna McDaniel đã trở thành một trong những khách mời theo hợp đồng cho chuỗi các kênh NBC và MSNBC với sự phản đối sớm nhất đến từ trưởng văn phòng phân tích chính trị là ông Chuck Todd do ông tin rằng bà Ronna McDaniel không trung thực cũng như chỉ đang nỗ lực thu hút sự chú ý và lòng thương hại của khán giả. Mặc dù vậy, sự hiện diện của bà Rona McDaniel dự kiến sẽ vẫn ít nhiều mang lại một không khí khác biệt cho MSNBC. Một đài truyền hình được nhận định là cực tả do đã nhiều lần cắt giảm thời gian công chiếu, cũng như thường xuyên dừng đột ngột các thông điệp thắng cử trực tiếp của cựu Tổng thống Trump sau mỗi chiến thắng tiểu bang của ông trong thời gian qua. Vào cuối tuần qua, vào ngày 23 tháng 3, một chuỗi các tàu Trung Quốc đã phối hợp tấn công vào nhóm tàu Philippines khi nhóm này đang thực hiện sứ mệnh tái cung ứng nhu yếu phẩm và luân chuyển quân đội đóng đô tại đảo Sanho Thomas sâu, hay còn được Philippines gọi là Ayungin sâu. Không lâu sau khi Philippines công bố thời gian thực hiện sứ mệnh gần đảo Sanho Thomas sâu vào thứ sáu, Hải quân Philippines trên tàu Uniza mây 4 tại hiện trường đã cấp báo và cung cấp bằng chứng mới nhất về vụ tấn công từ Trung Quốc gây ra thiệt hại nặng nề cho thân tàu cũng như cho các thủy thủ chống chọi với nhóm Trung Quốc. Theo báo cáo, thì nhóm tàu Trung Quốc đã sử dụng pháo nước để làm hỏng thân của tàu Unisa M4, khiến tàu và thủy thủ trên bom phải chờ nỗ lực giải cứu do không thể vận hành. Tuy nhiên, mặc cho những thiệt hại do phía Trung Quốc gây ra, Philippines vẫn thành công hoàn thành sứ mệnh ở đảo Sanho Thomas -Sau, sau hàng giờ đồng hồ giằng co với Trung Quốc. Theo lực lượng tác chiến quốc gia của Philippines, thì lực lượng vệ binh hàng hải Trung Quốc còn gây thêm khó khăn bằng cách lắp đặt một rào chắn ngay tại điểm tiếp giáp với vùng nước nông dẫn vào bờ của đảo Sanho Thomas. Báo cáo từ nguồn USNI của Hoa Kỳ cho hay, các chiến binh thủy quân lục chiến của Philippines trên tàu BAP Cabrera đã phải sử dụng thuyền bơm hơi Sierra Madre để hỗ trợ thủy thủ đoàn hoàn thành công đoạn cuối cùng là luân chuyển quân đội. Đến cùng, sứ mệnh của Philippines đã mất khoảng 8 giờ đồng hồ để hoàn thành, với những thiệt hại về người và của nặng nề được ghi nhận. Cũng theo các báo cáo về tình hình xung đột trên biển Đông trong thời gian qua, thì đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn Philippines thực hiện sứ mệnh tái cung ứng, với các đợt tấn công gây hấn và quấy rối đã gia tăng đáng kể từ những ngày đầu tiên của mùa hè năm ngoái. Mặc cho những nỗ lực của Manila trong việc công khai thắt chặt hợp tác với Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản, cũng như các nỗ lực lên án hành động của Trung Quốc trên chính trường quốc tế, Trung Quốc ngược lại đã không những không ngừng các cuộc tấn công mà còn gia tăng về cường độ lẫn phương thức hành hung Philippines trên biển. Để đón theo dõi những thông tin mới nhất, xin quý vị đừng quên nhấn nút yêu thích và ghi danh để tài trợ cho các bản tin kế tiếp của Đài. Hãy chọn đồng hành cùng chúng tôi. Cũng trong cuối tuần qua, Bộ chỉ huy trung ương Hoa Kỳ thông báo liên minh Hoa Kỳ và Không quân Hoàng gia Jordan đã hoàn thành đợt thả viện trợ trên không mới nhất vào Gaza lúc trưa ngày 24 tháng 3, với nguồn viện trợ bao gồm hơn 13.000 khẩu phần ăn. Trước đó, vào rạng sáng ngày 23 tháng 3, theo giờ ngoài khơi Sanaa, thuộc Yemen, Hoa Kỳ một lần nữa đụng độ với Houthi ngoài Hồng Hải khi chiến hạm USS Carney phân cấp Alleyberg đã tiếp cận và vô hiệu khoảng 6 máy bay không người lái. UAV. Tuy nhiên, đáng lưu ý hơn cả phải kể đến cuộc tấn công xảy ra vào những giờ đầu tiên của ngày 23 tháng 3, khi nhóm khủng bố Houthi sử dụng 4 tên lửa chống hạm ASBM để bắn vào một tàu chở dầu của Trung Quốc mang tên Hoang Pu. Đến gần 5 giờ chiều cùng ngày, một tên lửa thứ năm đã được Houthi tiếp tục bắn về phía tàu này, khiến con tàu phải phát tín hiệu đang gặp nguy hiểm, nhưng từ chối kêu cứu. Tàu Hoang Pu đến cùng đã được ghi nhận gặp thiệt hại nhẹ, với đám cháy trên tàu cũng đã được dập tắt trong vòng 30 phút. Cuộc tấn công này đã đánh dấu lần đầu tiên Houthi nhắm bắn một tàu của Trung Quốc sau khi thẳng thừng công bố sẽ không quấy phá những tàu thuyền từ Nga và Trung Quốc. Hiện tại, cả hai bên Houthi và Trung Quốc đều chưa lên tiếng chính thức xác nhận cuộc tấn công này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hoa Kỳ và Thế giới ngày hôm nay. Hoa Kỳ và Thế giới là một chương trình thời sự với góc nhìn từ Hoa Kỳ, phát sóng mỗi ngày từ chủ nhật đến thứ sáu theo giờ California, thuộc múi giờ Thái Bình Dương. Kính mời quý vị chú ý đón xem. Chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.